Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà ăn đậu cá sấu chiên giòn với mình nha. Đây, cái đậu cá sấu nè. Sao? Chiên thịt cái vàng luôn á. Rồi, mời cả nhà ăn với mình nha. Thịt không á, phía dưới này. Không. Giòn lắm luôn á. Cho cái da nó đã. Đây, xin mời cả nhà. Chấm với nước mắm chua cay. Quá ngon. Tuyệt quá luôn. Dạ giòn lắm cả nhà. Nó thật rồi. Rồi dưới cho em cái tràm đó. Ngon quá. Đây, mời cả nhà. Thường cứng quá. Giòn. Dạ giòn quá. Cái đầu này thịt nhiều lắm luôn á. Mình ăn sẽ không hết luôn. Cạp luôn. Hay, mời cả nhà.
cái này được ha, cái này cạp nó mới ngọt. À, cứng quá. Sao tách đây. Hầm xương ở gần nè. Kỹ lên chút. Đứa cục nè, hai đứa đi chơi khác chơi nha. Đó, nè, mày nè. Hai con chó với mèo dành ăn với mình nè. Ngon quá cả nhà ơi. Mắm. Sới sới gà nè. Giờ ăn nè, không biết miệng mồm có dính gì không. Cỡ hồi mình rửa sao. Giờ ăn ngon quá à. Trong cái hốc nè, hai bên hốc này thịt không nè. Sao lấy ra được đây? Được rồi, được rồi. Lấy không hết nữa.
Mời cả nhà. Mình đang cục luôn. Rồi xin mời cả nhà. Không gì tuyệt quá hơn nữa. Còn ngay trong hốc. Thấy. Nóng nóng. Ok, hả ta đó. Ăn này. Đó. Ngon gì đâu các nhà ơi. Còn gì bằng lắm. Chấm nè. Bỏ lên đây ha. Múc miếng nước vô. Đó nó. Bắt lại chút xíu. Rồi, mời cả nhà. Đúng là cải muỗng nè. Cải muỗng cái thìa múc được không? Thịt nó ngon kinh khủng luôn á. Thịt không luôn, hai bên mép này trong hóc. Hai cái má. Quá trời thịt. Đang no luôn, một mình ăn cái đầu no. Rồi, hơi sạch luôn đó cả nhà. Mấy này mấy cái rìa rìa không. Rồi cho ăn kỳ thôi để thôi ăn hết nó buồn. Món này chấm với nước mắm chua cay của mình cũng rất là tuyệt luôn. Đây, món này nước mắm mình ngon, hấp miếng. À, chấm mấy cái đầu chiên là số 1 luôn. Rồi, ok, mình xin tạm dừng video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem, chào tạm biệt. Cả nhà nhớ like và share ủng hộ kênh của mình ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt.